Con ngồi đó nha. Ta đang vô thuốc đó hả? Tao đâu đưa cho tay nó xíu xin coi. Đang vô thuốc. Đi qua bên đó mấy giờ vậy Sai? Hồi sáng đi sáng luôn, 8 giờ. Giờ sáng luôn hả? Dạ. Thưa mọi người, hôm nay mình cũng tạt ngang qua bên bệnh viện Ung Bú để mà thăm cháu Navi. Navi hay Nasi? Navi hả? Cháu Navi, người Khmer. Hôm bữa là mình có chia sẻ cho mọi người về việc mà cái bệnh của cháu á, nó bị cái bú ngay chỗ bên cổ trái nè. Hình như là hôm nay chú sinh thấy là nó to hơn đúng không con? Nó to hơn hôm bữa. To. Chỉ có khoảng chừng 4-5 ngày phải không? Mới 4-5 ngày nãy gì mình gặp phải không? Nó to hơn, nó to hơn thấy rõ luôn á mọi người. Cái bú sẵn tiện mình cũng nói luôn đó là cái bú đó nó hành cháu rồi, cháu bị chảy máu mũi với lại máu ở trong miệng ra luôn đó. Thì lên trên đây điều trị cũng khoảng thời gian, hiện tại bây giờ cũng không có thấy thuyên giảm. Thì cái tư vấn của bác sĩ đó là quá trị cho cháu trong cái khoảng thời gian hiện tại bây giờ. Người chăm sóc trực tiếp cho cháu đó là chị dâu bạn này tên là Sai. Tại vì chị nói là trong gia đình là chị thay mặt gia đình không có rành rẽ, với lại tiếng Việt rồi đó không có rành rẽ, Sai thì Sai rành rẽ nên là thay đầy gia đình chăm sóc cho em chồng. Để anh ngắn cái mic cho em nha. Sắp tới đây là có tư vấn gì nữa thêm nữa không Sai, hay là vẫn tiếp tục như vậy? Vẫn tiếp tục. Rồi em có nói với bác sĩ là bây giờ cái cổ của Savi nó to như vậy rồi có cách nào không, hay là như thế nào? Có giờ, nói không? Có, giờ bác sĩ kêu vô thuốc. Bữa ba mới ký tên vô thuốc. Vô thuốc hả? Dạ, vô thuốc từ từ mới người ta. Ok. Cái ngày mà cách đây 3-4 ngày anh gặp hai em đó là em với lại là cháu Nasi đó, là lúc đó là chưa vô thuốc hả? Dạ, đang đợi kết quả. Có kết quả thì bác sĩ kêu vô thuốc. Vô thuốc. Dạ. Vô mấy ngày rồi? Mới bữa nay. Mới bữa nay luôn? Dạ. Rồi, bữa nay nó to thấy rõ luôn. Hôm bữa là mình có quay cho mọi người xem đó là không có to như vậy. Hôm nay to. Ăn uống sao con, người cái đường thở đường sao con, có thấy thoải mái hay sao? Dạ, bình thường. Bình thường hả? Dạ. Có bị sốt không? Dạ. Cũng bình thường luôn. Dạ. Không có gì khó chịu. Dạ, hết. Không có gì hết trơn mà bình thường. Đụng vô cũng không có đau đúng không? Dạ. Nhưng mà có cái đợt hôm bữa là bị chảy máu mũi với lại chảy máu miệng đúng không? Nó lâu lâu tự chảy ra. Hôm bữa anh đăng lên có xem không? Có hả? Bỏ em biết kênh của anh hả? Dạ, ở nhà ký giùm á, đăng ký giùm á. Ở dưới quê hả? Không, ở mấy cái chị ở đây hả? Dạ. Đăng ký giùm, rồi hôm bữa coi. Dạ. Sao ở dưới nhà biết không? Biết. Biết rồi có bị la gì không? Không. La gì hả? Có ai mà có xem ở dưới, có ai mà xem được rồi có gọi lên không? Hay là em báo gì dưới em nói là có đăng ở trên YouTube vậy đó? Báo chồng em thôi, mấy ngày kia không thấy điện. Dễ ha. Em có thể em nói lại cho anh với mọi người biết về cái bệnh tình của em chồng của em từ giai đoạn nào, như thế nào, thế nào, với lại cái hướng điều trị rồi từ hồi bệnh tới giờ như thế nào đi sang. Em nói giùm anh nha. Là Nasi nó bị bao lâu, rồi đi ở những bệnh viện nào, rồi vô những cái loại thuốc nào, thế nào? Navi nó bệnh gần năm rồi. Rồi lên Long Xuyên điều trị cũng 2 lần. Rồi ở đó người ta không dám mổ, kêu lên đây, giờ mới lên đây. Bây giờ nó tới giai đoạn 3 rồi. Giai đoạn 3. Dạ. Là bị bao lâu? Bị gần xác.
Gần 1 năm. Dạ. Ở dưới Long Xuyên bao lâu? Một lần thì gần nửa tháng. Còn lần sau một tuần mấy. Dạ, lên trên đây là trên 10 tháng rồi. Lên trên Âu Phú này là trên 10 tháng. Mới lên gần nửa tháng. Là một năm qua là cứ lần quần ở dưới tỉnh. Dạ, đó, hả? Dạ. Rồi họ kiểu như họ, họ kỹ thuật họ không có ha, họ mới kêu lên trên ông bú. Nhưng mà mới lên cái tự nhiên sao nó to lạ quá, không biết nó có cho uống thuốc hay là gì không, nó tự to hay sao mà không hiểu. Anh nhờ em với lại là Nasi, Navi qua bên đây để mà anh hỏi về cái tình hình sức khỏe của em chồng của em, với lại là anh gửi ít tiền nha. Hôm bữa có đăng lên Mạnh Thường Quân có gửi cho Navi ít tiền để phụ cái tiền đóng tiền viện phí hoặc là những cái tiền mua cá nhân ăn uống thì cho hai chị em ở trên Sài Gòn này nha. GoFood xin phép được đọc tên và cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi đến cho Navi. Thứ nhất là của chị Kiều ở Tân Hồng, Đồng Tháp là 1 triệu. Thứ hai là anh Nguyễn Đức Minh Trí ở quận 3 là 2 triệu rưỡi. Và cuối cùng là một người ở Alaska, Mỹ là 4 triệu. Thì tổng cộng là 7 triệu rưỡi. Ha. Gửi là 7 triệu rưỡi. Đây, em nhận giùm em gái đi. 2 3 4 5 6 7 7 triệu rưỡi nha em. Dạ. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm anh đi. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp em gái em. Em cảm ơn. Hả? Ngại hả? Đi đứng rồi của con là bình thường luôn hả? À, bình thường hết. Bình thường hết. Đi ra ngoài sát bên đây nói chuyện, tại vì ở đây hơi hầm á, sợ mất công là khó chịu cho con á. Đi ra đây mình nói vài câu nữa đi rồi vô lại bệnh viện nha. Nếu mà đứng ngay cái vị trí này, ngay góc này đó, mọi người có thể nhìn rõ hơn. Cho chú dán tóc lên nha. Đó. Hôm bữa là nó có phân nửa nè, đúng không sai? Nó chỉ phân nửa đây thôi. Mà hôm bữa thì nó tròn tròn như trái tắc vậy mọi người. Hôm nay thì nó lại lấn sang qua bên đây, mọi người thấy rõ không? Lấn sang qua đây luôn. Chỉ còn 3-4 ngày thôi. Rồi con xây bên cổ bên kia coi, chú coi hình như là bên đây cũng có đúng không? Bên đây nè. Có đó. Hai bên. Hôm bữa thì nó như vậy nè, mọi người thấy hôm bữa là như vậy. Mà hôm nay ở bên đây nó lại khác nè sai. Bữa nay là kiểu nó cũng ăn xuống giống bên kia. Mà nó đi đường dọc xuống. Nó đi đường dọc xuống nè. Đó. Mấy cái nào em cảm thấy mà sức khỏe của con bé nó thay đổi. Cho dù ví dụ như thay đổi là thay đổi nó khỏe hoặc là nó không khỏe, mình cũng báo cho bác sĩ. Ví dụ lâu lâu mình phải báo bác sĩ rồi. Cái bú á, ví dụ nó có thay đổi như ngày hôm nay đó, em cũng phải báo có gì thay đổi là em báo. Với lại là con á, là con thấy trong người như thế nào khác lạ hay gì đó thì con phải nói lại cho chị con nghe ha, để mà chị con báo lại cho bác sĩ để mà họ xuống kiểm tra cho con, họ cho con uống thuốc thang rồi nó đỡ, chứ đừng có giấu hơn. Năm nay học lớp mấy? Lớp 8 hả? À, có mơ ước gì không? Dạ, chưa có. Chưa mơ ước gì hả? Nhà con là có mấy anh em? Dạ, có ba anh em. Ba anh em, rồi anh mà cưới chị này nè là anh thứ mấy? Dạ. Thứ hai. Xong rồi tới một anh nữa. Dạ. Tới con. Xong rồi tới một đứa nữa. À, vậy là ba mẹ con vẫn chắc còn trẻ. Chắc khoảng năm mấy hả sao? Năm mốt còn trẻ. Con có thích cái gì không? Nói chú xin nghe. Thích cái
cái gì? Ví dụ như hồi ở dưới quê rồi đó, họ chưa bệnh rồi đó, hay là đang ở dưới quê rồi thích cái gì? Chắc thích chứ ai mà không thích, đúng không? Thích cái gì nói chú xin nghe thôi. Ví dụ như chú xin có thể là tặng cho con được. Lạnh ấy. Hả? Nó thích xe. Xe gì? Xe máy. Tại nó thích được cái xe đi học á. Ở dưới đang đi xe gì? Xe đạp hay xe đạp điện? Xe đạp. Xe đạp hả? Dạ. Thích xe máy hả? Nhưng mà tuổi của con đâu có chạy xe máy được đâu. Phải ít nhất phải lớp 11, 12 chạy mấy xe 50 rồi cho nó. Nhưng mà không chạy xe đạp điện được. Nhưng mà thích xe máy. Xe máy 50 hả? À, con có chạy lần nào chưa? Dạ. Được. Ở nhà em chạy. Mua xăng cho ba. À, mua xăng cho ba hả? Là có chạy rồi hả? Có. Không sợ công an hả? Nhưng mà chỉ chạy là nếu mà con có được một cái chiếc xe thì con chỉ chạy là con chỉ chạy xe 50 thôi. Là xe không có cần bằng lái á. Nhưng mà chú nghĩ là ít nhất con phải trên lớp 10, ít nhất là lớp 10, 11, 12 con mới chạy được cho nó vững. Thích xe máy. Còn thích gì nữa không? Dạ. Xe máy chú xin không có tiền mua tặng. Còn thích gì không? Chắc cái tuổi này đâu không? Thích cái kiểu chơi đồ chơi, chơi gấu bông, chơi gì nữa. Còn gì không? Nói chú xin nghe coi. Dạ. Không hả? Con có điện thoại không? Dạ có. Có hả? Ủa cái cổ của cháu là bị cái này rồi nó bị khan tiếng hả? Nó bị đau cổ hả? Thấy nói cũng khăng khăng chứ. Là cháu là nó ít nói hả? Ở dưới quê nó cũng vậy nữa hả? Nó ít nói thì nó không có hoạt bát giống mấy đứa trong đây ha. Thôi để mình chụp một cái tấm hình làm kỷ niệm cái rồi để cho Nam Vi đi vô trong đó để mà vô thuốc nha mọi người. Đây hôm nay là cái lần vô thuốc đầu tiên của cháu, thì mong sao là cái phát đồ lần này, cái to thuốc lần này đạt hiệu quả, kiểu như là sẽ ngăn chặn được cái bú của cháu để nó chậm phát triển, hoặc là nó sẽ lặn ở cái phần cổ của cháu, sức khỏe của cháu tốt hơn để mà cháu có thể là trở về quê mà đi học để mà cùng với lại gia đình của mình đó. Thôi để kết thúc cái video đây, con có lời nào con cảm ơn cô chú anh chị một lần nữa giùm. Khoan, con nói bằng tiếng Cam đi nha. Con cảm ơn tới ông bà cô bác cô chú anh chị đã giúp đỡ cho con. Con nói bằng tiếng Cam đi. Dạ, con gì nữa không? Nói không ra. Còn nói tạm biệt là tiếng Khmer là nói sao? Tạm biệt mọi người. Tạm biệt tất cả mọi người là tiếng Khmer sao? Tiếng Sum Liep Lia Bong Bong. Sum Liep Lia Bong Bong hả? Liep Lia Bong Bong. À. Sub thì nếu mà có thời gian mình sẽ thăm lại cháu để mà xem cái kết quả như thế nào, cũng như là cái bú như thế nào nha mọi người. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở cái video sau.